Hello, xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại kênh YouTube của em Tuấn Audio ngày hôm nay. Thì hôm nay nhà em vừa về thêm hai con đời bãi rất là đẹp mà không thể nào cưỡng lại được. Em phải lên video ngay cho toàn thể các bác cùng chiêm ngưỡng về cái vẻ đẹp và cũng như là cái chất lượng của em ý. Thì con đời này là con NA 600 cộng được nhà em thanh lý từ bên là chọn lọc được từ bên bãi chung nhá. Vừa mới về xong, anh em vừa vệ sinh các thứ xong đây. Thì phải lên ngay cho các bác. Phải nói là đẹp dã man luôn. Ngay từ cái vẻ đẹp bên ngoài thôi. Bóng bẩy đẹp như là hàng mới luôn. Và đặc biệt là trên mặt trước của em nhá, mặt trước màu xanh này. Ra đây em sẽ quay con này sáng hơn cho các bác xem. Mặt trước màu xanh. Lưới bảo vệ màu trắng. Rất là đẹp. Các cái đèn tín hiệu này, núm chỉnh này. Đó, đây. Đó, ok chưa? Công tắc bật đằng trước đây. Đó, công tắc đằng trước luôn, rất là tiện lợi cho các bác khi mà bật tắt nhé. Và con NA600 cộng này thì đến từ cái thương hiệu là STV Dio Duo, là một trong những cái con đẩy khá là ổn so với thị trường hiện nay. Và cái dòng đẩy này đi sâu vào trong cho các bác xem thì là đằng trước rồi, thì đến đằng sau nhá. Đằng sau này, quạt tản nhiệt này. Các cái đường cho đôi loa của nhà mình nhá. Cái đây là cái nút điều chỉnh khi mà các bác đánh loa 8 ohm hay là 4 ohm nhá. Cặp loa mà mình lớn thì mình đẩy sang 8 ohm, mà loa yếu thì đẩy sang 4 ohm nhá. Đây là công tắc này. Cái nút điều chỉnh này khi mà cặp loa các bác đánh cặp loa từ bát 30 thì mình vặn hết về 0.77V nhé. Còn cặp loa 25 thì mình đẩy xuống 1.0V. Còn dưới 25 thì mình đẩy xuống 1.5V nhé các bác nhé. Còn đây là các cái đường bát. Có các cổng để vào này, cổng out ra này. Đó, rất là tiện lợi luôn. Và đây là cái mã của cái con hàng nhé. Con hàng là nó sẽ có một cái mã riêng nhé các bác nhé. Đây như con này anh thế. Đặc biệt nhà em hôm nay chỉ về có hai con thôi. Chọn lọc thanh lý chỉ được có hai con thôi. Đây đi sâu vào bên trong. Như các bác nhìn đây. Tụ này. Tụ điện rất là đẹp luôn. Xếp thẳng hàng tụ. Con này thì có bù áp nhé các bác nhé. Bù áp luôn. Đánh 24 sò à. Với công suất 700x700. Bao zin cho toàn thể các bác. Đánh cặp loa bát 30. Full luôn. Không lo ngại vấn đề gì hết. Đẹp. Không thể nào cưỡng lại được nên em Tuấn Audio phải lên ngay cho các bác xem và cùng chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp và cái chất lượng của em nó. Để mà nói thì những cái con hàng này bán trên thị trường thì không bao giờ dưới 7 triệu. Nhưng mà hôm nay nhà em Tuấn Audio chỉ bán với giá hơn 4 triệu thôi. Mà bao zin, bao phê cho anh em, bảo hành luôn cho anh em nha. Anh em không phải suy nghĩ gì hết. NA600 cộng STV Audio Duo rất là đẹp. Nên là các bác nào mà có cái sở thích nghe âm thanh mà con đẩy nhà mình nó đang yếu quá thì có thể liên hệ ngay cho bên em. Chỉ có hai con thôi. Hàng em cứ nên phát là hết. Dành cho những bác nào nhanh tay thì có rồi nhá. Hãy liên hệ trực tiếp đến số điện thoại của em Tuấn Audio. Các bác sẽ được tư vấn miễn phí và được giao hàng miễn phí nhá. Và bên em nói luôn là bên em giao hàng miễn phí cho toàn bộ anh em, đầy đủ phụ kiện các thứ nhá, từ loa đến mic, rồi là cho đến các cái âm vang số rồi vang cơ nhá các bác nhá. Đó thì có gì mọi người hãy liên hệ trực tiếp cho em Tuấn Audio nhá. Và cuối cùng thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác và anh chị em trong những cái video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ em Tuấn Audio trong cái thời gian vừa qua. Thì mọi người nhớ theo dõi và follow kênh YouTube cho bên em nhá, để có thể nhận được thông báo về những cái sản phẩm bãi chung mà giá rẻ lại hợp lý mà lại còn cực kỳ chất lượng của bên em Tuấn nhá. Cuối cùng thì xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.